Quý cô bác và anh chị kính mến, Minh được Tử Vi thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Và lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tốt đẹp nhất tới quý cô bác, anh chị hạnh phúc, bình an, lộ trình may mắn, công việc thông thuận, tài lộc như ý, sức khỏe như thần, và sự đều may, đại cát đại lợi. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chỉnh gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, sự thật đúng tháng 4 âm lịch năm Giáp Thìn 2024. Tuổi Ất Mão sinh năm 1975, bề trên ban phúc, bất ngờ trúng lớn, tay ôm 100 tỷ, phất lên cực giàu có. Hoan hỷ chào mừng quý khán giả đang theo dõi trên Minh Đường Tử Vi, trong chuyên mục Tử Vi tháng mới nhất của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý khán giả, và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Ất Mão sinh năm 1975 thân mến, trời sinh mỗi người mỗi số, mỗi phận riêng, không phải ai sinh ra trong nghèo khó thì sẽ nghèo khó mãi. Cũng không phải ai sinh ra trong nhung gấm lụa là thì cả đời sẽ an nhàn, sung sướng. Tất cả đều có sự luân hồi, chuyển dịch giữa các giai đoạn khác nhau. Cuộc đời con người luôn có hỉ nộ ái ố, hùng cát đan sen xoay vần. Có nhiều người luôn than trách về số phận hầm hiu của mình. Họ thường xuyên thắc mắc vì sao mình vất vả lắm mới có manh áo để mặc, miếng cơm để ăn. Những lúc thiên thời không thuận lợi thì lại đói rách. Trong khi đó, có những người vẫn ăn sung mặc sướng, chả phải lo nghĩ gì. Một nhà tư tưởng lớn người Nhật đã từng nói, trời không tạo ra người đứng trên người, và cũng không tạo ra người đứng dưới người, tất cả do sự học mở ra. Kể từ khi tạo hóa làm ra con người, thì tất cả sinh ra đều bình đẳng, mọi người đều có tư cách, có địa vị như nhau, không phân biệt đẳng cấp trên dưới, giàu nghèo, có khác nhau là qua quá trình lớn lên và trưởng thành, ta đã nỗ lực học tập, phát triển ra sao, thái độ của ta đối diện với những bài học đó như thế nào, bởi mỗi chúng ta đến với cuộc đời này là để rèn luyện. Mỗi người sinh ra đã mang cho mình những bài học sứ mệnh khác nhau, trong mỗi bản thể đều có nguồn tài năng vô hạn. Sự thành công, giàu có luôn luôn có sẵn trong mỗi chúng ta, chỉ cần kiên trì, mài giũa thì Ất Mão sẽ thấy viên ngọc sáng bên trong. Sự thành đạt không nằm ở việc chúng ta dốc hết sức lực vào công việc nào đó, mà chính là cách thức triển khai để tối ưu hóa nhân lực và tài lực của mình. Nếu biết sử dụng tốt nguồn tiền ban đầu, cho dù là ít ỏi, chẳng mấy chốc chúng ta sẽ thành công. Và trong video ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ chi tiết vận trình tử vi của tuổi Ất Mão sinh năm 1975 trong tháng 4 âm lịch 2024 để có thể giúp quý bản mệnh nắm rõ được vận mệnh của mình, gia tăng may mắn và đón được cát lành trong cuộc sống. Trước khi đi vào nội dung chính, Minh Đường Tử Vi muốn nhắn đến quý khán giả đang theo dõi chương trình ngày hôm nay rằng chia sẻ là một đức tính tốt, bấm like là một kiểu tình cảm. Người vừa tốt tính và khiêm tốn như quý khán giả sẽ âm thầm ủng hộ Minh Đường Tử Vi đúng không? Hãy đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông để nhận được những dự đoán tử vi mới nhất đến từ chúng tôi nhé. Cảm ơn quý khán giả rất nhiều. Và ngay sau đây, xin mời quý khán giả và quý bản mệnh tuổi Ất Mão hãy cùng lắng nghe nội dung chính của video ngày hôm nay. Quý khán giả thân mến, cuộc đời của một con người có thể đã được định sẵn từ trước. Nó được gọi là tính bất biến của định mệnh. Ví như Ất Mão không chọn được giới tính khi sinh ra, cũng không thể chọn thân sinh, phụ mẫu hoặc huynh muội ruột thịt của mình, không chọn được đất nước Ất Mão sinh sống hay quốc tịch, Ất Mão phải mang tất cả những thứ tưởng chừng ngẫu nhiên đấy, lại là sự định trước của số phận đường đời, vì ta không có quyền lựa chọn, nên nó là định mệnh. Những người tuổi Ất Mão là con giáp có tấm lòng Bồ Tát, họ thường có tinh thần trách nhiệm và lòng trung thành cao, họ quan tâm sâu sắc đến gia đình và bạn bè, luôn ủng hộ và bảo vệ những người thân yêu. Ất Mão là con giáp có tâm địa tốt, ăn ở hiền lành, tử tế, có trái tim Bồ Tát, mạnh mẽ và sẵn sàng giúp đỡ người khác vượt qua khó khăn, không hề keo kiệt một chút nào. Tuy nhiên,
Khi cảm thấy mình hoặc người khác bị đe dọa, người tuổi Ất Mão cũng có thể dùng những thủ đoạn thông minh để kiên quyết bảo vệ người và vật mình yêu quý. Sự quyết tâm và lòng dũng cảm của họ khiến họ trở thành một thế lực đáng gờm trong mắt người khác. Thực ra Ất Mão sẽ ra tay đúng lúc chứ không hề sốc nổi, ngạo mạn như người khác vẫn nghĩ. Sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi của tuổi Ất Mão sinh năm 1975 trong tháng 4 âm lịch 2024. Tử vi tháng 4 âm lịch của tuổi Ất Mão cho biết, vận trình tháng mới của tuổi Mão diễn biến theo chiều hướng bán cát bán hung, có những khởi sắc nhất định, nhưng bên cạnh đó vẫn còn nhiều nguy cơ và rủi ro rình rập. Tam hợp cục xuất hiện, đây sẽ là nguồn hậu thuẫn lớn nhất cho tuổi Ất Mão trong suốt cả tháng 4 âm lịch này. Quý nhân vận khá vượng sẽ giúp bản mệnh tháo gỡ được không ít khúc mắc trong công việc, xuất hiện nhiều cơ hội hợp tác hay phát triển. Tuy nhiên, đồng nghĩa với việc Ất Mão sẽ phải cạnh tranh kịch liệt với đồng nghiệp, áp lực không hề nhỏ, cần hành sự thận trọng kẻo mọi công sức đổ xuống sông xuống biển. Vận tài lộc trong tháng có thể đánh giá là khá tốt, khi có nhiều cơ hội để Ất Mão kiếm được tiền dựa vào chính sức mình, dù buôn bán kinh doanh hay làm công ăn lương cũng đều có thu nhập vượt trội. Tuy nhiên, càng quyết đoán thì càng dễ thành công, còn càng chần chừ thì càng dễ đánh mất thời cơ. Hơn nữa, Ất Mão cũng nên dè chừng đối thủ kẻo bị đâm lén sau lưng. Tình cảm tiến gần vào giai đoạn ổn định, mối quan hệ của lứa đôi thêm mặn nồng, gia đạo bình an, người đã kết hôn cũng dần tìm được tiếng nói chung sau những xung đột. Sức khỏe của Ất Mão bị ảnh hưởng nhiều bởi những yếu tố ngoại cảnh tác động, bệnh cũ dễ tái phát, có cả hung tinh rình rập. Tử vi tháng cho thấy, bản mệnh có thể gặp phải tai họa bất ngờ, nhất là khi tham gia giao thông. Bên cạnh đó, Ất Mão cũng nên hạn chế các hoạt động mạnh vì có thể dẫn tới hậu quả không mong muốn. Sau đây là phần luận giải tử vi chi tiết cho tuổi Ất Mão sinh năm 1975, trong tháng 4 âm lịch, năm Giáp Thìn 2024, trên 4 phương diện chính của cuộc sống, gồm sự nghiệp, tài vận, tình duyên, sức khỏe. Mời quý vị cùng theo dõi. Về phương diện sự nghiệp, xem tử vi cho thấy, bước sang tháng 4 âm lịch, năm Giáp Thìn 2024 này, vận trình công danh sự nghiệp của người tuổi Ất Mão khó có thể tiến triển suôn sẻ, nhất là khi chính bản thân bạn cũng không thực sự tập trung và muốn phấn đấu. Đầu tháng là thời điểm con giáp này cần phải bình tĩnh và suy nghĩ xem điều mình mong muốn là gì, mục tiêu phấn đấu của mình là gì. Mộc dục tác động khiến cho bạn dễ bị sao nhãng bởi các yếu tố bên ngoài. Dường như bạn thích dành thời gian cho sở thích cũng như quan tâm đến việc của người khác hơn là tập trung cho chính công việc của mình. Thêm vào đó, tính có mới nới cũ khiến cho bạn khi mới bắt tay vào công việc lúc đầu rất hăng hái, nhiệt tình, song chỉ một thời gian ngắn sau đó lại nhanh chóng cảm thấy nhàm chán, muốn bỏ cuộc giữa chừng. Con giáp này cần phải tìm cách thay đổi những điểm chưa tốt của bản thân ngay, nếu không, bạn dễ gây ra phiền phức cho bạn bè hoặc là chính đồng nghiệp xung quanh mình. Trong tháng có hung tinh Thiên Cầu xuất hiện, điểm báo bạn có thể vô tình gây hấn với kẻ tiểu nhân lúc nào không hay. Nếu như không cẩn trọng, bạn có thể đẩy bản thân vướng vào tai tiếng, thị phi, thậm chí là tranh chấp và kiện tụng. Tuy nhiên, xem tử vi tháng 4 âm lịch cũng có thấy, người tuổi Ất Mão cũng có điểm sáng trong vận trình của mình. Bạn nhận được sự phù trợ của các cát tinh tả phù và nguyệt mã. Chỉ cần bạn chăm chỉ làm việc, sẵn sàng đối đầu với thách thức, thì dần dần bạn sẽ sớm tìm ra hướng đi mới cho mình. Trong quá trình làm việc va vấp là khó tránh khỏi, nhưng nó sẽ giúp bạn học hỏi được nhiều điều quý báu. Để thành công trong sự nghiệp, những tuổi hợp với bản mệnh tuổi Ất Mão trong đường tiền tài là tuổi Canh Thân, Nhâm Tuất và Bính Thìn. Những tuổi này thích hợp để hợp tác làm ăn vì sẽ giúp bạn dễ thành công, gặp nhiều vận may, phát triển rực rỡ trong công việc và tránh được các vận xui rủi thất bại đến với mình. Về phương diện tài lộc, bước sang tháng 4 âm lịch năm 2024, tháng Kỷ Tỵ, năm Giáp Thìn cho thấy con đường tài lộc của người tuổi Ất Mão sinh năm 1975 chưa có điểm sáng đáng kể nào. Khi sang tháng mới này, vận trình hung cát đan xen, có sự chi phối của cả cát tinh và hung tinh, cho nên muốn vận trình đi theo chiều hướng tốt thì người tuổi Ất Mão cần phải dựa vào sức của mình là chính. Nguyệt lệnh mộc dục chiếu mệnh, con giáp này thường thiếu kiên trì trong công việc, khiến nhiệm vụ nào cũng ở trạng thái dở dang. Tình trạng này sẽ khiến bạn khó có thể nhận các khoản lương, thưởng, lời lãi như mong muốn được. Thậm chí, bạn còn bị thụt lùi so với đối thủ hoặc là đồng nghiệp xung quanh mình. Ngoài ra bản mệnh cũng cần phải cẩn thận trong các mối quan hệ, chớ hành xử nóng nảy theo cảm xúc nhất thời,
kẻo lại đẩy bản thân mình vướng vào họa thị phi, thậm chí bị kiện tụng liên quan tới công quyền, phải mất tiền mới có thể giải quyết êm xuôi. Muốn túi tiền của mình được rủng rĩnh hơn, điều cần thiết nhất mà người tuổi Ất Mão phải làm trong tháng này là phải lập ra cho mình những kế hoạch với những mục tiêu cụ thể, rõ ràng và nghiêm túc thực hiện, cố gắng hết mình sẽ đạt được kết quả như ý muốn. Để thực hiện điều đó, người tuổi Ất Mão đã có được tà phù và nguyệt mã phù trợ. Bạn càng nhanh nhẹn, chịu khó chấp nhận buôn ba thì càng thu được những thành tích đáng mừng. Ngoài ra, trong tháng 4 âm lịch này, bạn cũng sẽ phải tốn một khoản tiền kha khá cho việc buôn bán, sắm sửa, chi dùng cá nhân, chăm chút ngoại hình cũng như chăm sóc sức khỏe. Vì thế, bạn hãy có kế hoạch chi tiêu rõ ràng và không để mình rơi vào cảnh cháy túi, nhất là khi bạn chưa được dũng dĩnh tiền tiêu. Để hạn chế những rủi ro bất lợi, mọi sự được hanh thông, thuận lợi, thu được kết quả tốt lành, thì người tuổi Ất Mão nên chú ý hướng xuất hành và ngày tốt xấu trong tháng. Về phương diện tình cảm, gia đình và các mối quan hệ của tuổi Ất Mão, sinh năm 1975, ngược lại với những biến động không ngừng trên phương diện sự nghiệp và tài lộc, thì vận trình tình duyên của người tuổi Ất Mão lại khá sáng. Khi tiến sang tháng 4 này, bạn có nhiều cơ hội để tận hưởng hạnh phúc, quan trọng là bạn có chủ động nắm bắt hay không mà thôi. Đối với người độc thân, bạn có những suy nghĩ khá cởi mở và phóng khoáng. Trong chuyện tình cảm, có lẽ bạn đã sẵn sàng để đón nhận tình cảm của một người nào đó bước chân vào trái tim mình. Tháng này bạn chú ý hơn đến ngoại hình và cách hành xử của bản thân để dễ dàng thu hút được sự chú ý của nhiều đối tượng khác giới. Hãy nhắc nhở bản thân mình nghiêm túc trong các mối quan hệ, đừng đứng núi này trông núi nọ hoặc bắt cá hai tay. Chỉ khi bạn chân thành và nghiêm túc với người khác thì mới mong đối phương dành tình cảm chân thành cho mình. Còn nếu ngược lại thì bạn chỉ có thể quen những đối tượng vui chơi qua đường và các mối quan hệ chóng váng mà thôi. Đối với người đã lập gia đình, ngũ hành tương sinh giúp hai người luôn gần gũi và hòa hợp với nhau, bạn và người ấy tìm được tiếng nói chung trong nhiều việc. Trước khi làm bất cứ việc gì quan trọng, hai bạn cũng thảo luận trước với nhau, nhờ vậy mà những mâu thuẫn, tranh cãi được tháo gỡ, thay vào đó là sự bao dung cho nhau. Cả hai đều cảm nhận được sự quan trọng của mình với người còn lại. Tử vi sức khỏe tuổi Ất Mão, sinh năm 1975, tháng 4 âm lịch, năm Giáp Thìn 2024. Về tình trạng sức khỏe của người tuổi Ất Mão trong tháng này lại không được ổn định cho lắm. Tháng có hung tinh là Thiên Cầu và Thiên Nguyệt cùng chiếu mệnh, làm cho bạn thường hay ốm đau và bệnh tật. Người tuổi Ất Mão cần phải quan tâm đến bản thân mình nhiều hơn, luôn luôn lạc quan, suy nghĩ tích cực, như vậy thì bệnh nặng cũng sẽ thuyên giảm. Còn nếu như bạn quá bi quan, sẽ làm cho cơ thể bạn càng ngày càng thấy mệt mỏi hơn mà thôi. Đối với những người thường xuyên di chuyển trên đường, bạn cần giữ đầu óc tỉnh táo, không nên điều khiển phương tiện xe khi mệt mỏi. Hãy chú ý chấp hành luật giao thông, như vậy mới tránh được những sự cố không đáng có. Tiếp theo là vận trình tử vi chi tiết trong từng tuần của tuổi Ất Mão sinh năm 1975 diễn biến ra sao, cẩm nang vượng vận như thế nào, thì xin mời quý bản mệnh hãy chú ý lắng nghe và đừng bỏ lỡ thông tin quan trọng nào nhé. Tử vi tuần đầu tiên của tháng 4 âm lịch, tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Theo tử vi tuần đầu tiên tháng 4 âm lịch của 12 con giáp cho thấy, công danh, sự nghiệp của tuổi Ất Mão vẫn sẽ đạt được những thành tích nhất định. Cho dù đây được đánh giá là một tháng có nhiều thuận lợi, nhưng cũng tiềm ẩn không ít nguy cơ với Ất Mão. Nhờ tam hợp thái tuế nâng đỡ, các kế hoạch công việc thuận buồm xuôi gió, từ đầu tuần tới cuối tuần sẽ luôn có những cơ hội để Ất Mão có thể phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Cần nhanh tay nắm bắt và đưa ra quyết định một cách quyết đoán để không bỏ lỡ vận may. Quý nhân vượng vận tăng cao sẽ giúp bản mệnh tháo gỡ được không ít khúc mắc trong công việc. Dù bản mệnh cũng phải đảm nhiệm khối lượng công việc nhiều và áp lực, nhưng việc khó sẽ được chia sẻ, tinh thần ham học hỏi và làm việc hăng say mang lại không ít cơ hội thăng tiến, tăng lương cho Ất Mão. Bản mệnh lưu ý, tuần này xuất hiện nhiều cơ hội hợp tác hay phát triển, tuy nhiên, đồng nghĩa với việc Ất Mão sẽ phải cạnh tranh kịch liệt với đồng nghiệp, áp lực không hề nhỏ, cần hành sự thận trọng kẻo mọi công sức đổ xuống sông, xuống biển. Ất Mão nên giữ vững tinh thần thắng không kiêu, làm việc luôn khiêm tốn và bình tĩnh để hạn chế sai sót và cũng là tránh để những kẻ tiểu nhân bắt thóp từ những việc không đáng, dù là nhỏ nhặt. Ngoài ra, nguyệt lệnh tháng lâm cung bệnh, ám chỉ vận trình sẽ dần suy thoái, thuận lợi ban đầu nhưng có thể sẽ có khó khăn về sau, có hao tài tốn của
Vì thế, đối với những việc quan trọng, bản mệnh đều phải suy nghĩ kỹ càng, toan tính trước sau, đừng nóng vội mà hỏng việc. Cùng với công việc khởi sắc, vận tài lộc trong tháng của tuổi Ất Mão có thể đánh giá là khá tốt khi có nhiều cơ hội để kiếm được tiền dựa vào chính sức mình. Dù là người làm buôn bán kinh doanh hay làm công ăn lương cũng đều có thu nhập vượt trội. Cục diện tam hợp đưa đẩy, dẫn lối bản mệnh có thể tìm được những mối đầu tư thích hợp, mang lại lợi nhuận kha khá cho bản thân. Thời điểm này, Ất Mão vẫn có thể mở rộng kinh doanh, nhưng cũng cần phải suy nghĩ cẩn thận, không nên đưa ra quyết định quá mức vội vàng, bởi vẫn có những hung tinh rình rập, sẽ gây bất lợi cho Ất Mão bất cứ lúc nào. Nguồn thu nhập chính trong tuần chủ yếu vẫn dựa vào chính tài, thứ tài chưa có sự khởi sắc rõ rệt. Hung tinh ngũ quỷ và thiên nguyệt nhắc nhở tuổi Ất Mão nên tránh xa những trò cờ bạc, đỏ đen, chuyên tâm tu chí làm ăn. Còn nếu cứ cố chấp làm giàu theo đường tắt, sẽ khiến Ất Mão thân bại danh liệt, vận may tiền bạc sẽ không đến với Ất Mão đâu. Cơ hội kiếm tiền xuất hiện rải rác suốt cả tuần. Tuy nhiên, càng quyết đoán thì càng dễ thành công, còn càng chần chừ thì càng dễ đánh mất thời cơ. Hơn nữa, Ất Mão cũng nên dè chừng đối thủ kẻo bị đâm lén sau lưng. Việc vay mượn tiền bạc hoặc cho người khác vay tiền nên hạn chế tiến hành trong tuần này. Có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, Ất Mão cũng không nên đứng ra bảo đảm tài chính cho người khác, kẻo bị kẻ xấu lợi dụng lừa gạt. Trong tuần bán cát bán hung này, tuổi Ất Mão tốt nhất nên lấy tích lũy làm trọng, tiêu xài ở mức độ vừa phải, liệu cơm gắp mắm, dù thu nhập vẫn khả quan, cũng không nên tiêu tiền hoang phí chỉ vì cảm hứng nhất thời hay đôi phút bồng bột, bởi sẽ có những việc bất ngờ phát sinh phải chi tiêu nhiều tiền, trong tay có tiền thì vẫn chủ động hơn. Xem tử vi tình duyên tuần đầu tiên của tuổi Ất Mão, các mối quan hệ tình cảm của Ất Mão tiến vào giai đoạn ổn định, người đã kết hôn cũng dần tìm được tiếng nói chung sau những xung đột với người bạn đời của mình. Xét về phương diện sức khỏe, trong tuần đầu tiên tháng 4 âm lịch, nguyệt lệnh lâm cung bệnh, tình hình sức khỏe của người tuổi Ất Mão sẽ không quá khả quan. Điểm báo tử vi cho thấy, sức khỏe của Ất Mão bị ảnh hưởng nhiều bởi những yếu tố ngoại cảnh tác động, bệnh cũ dễ tái phát, những triệu chứng suy nhược, kém ăn, kém ngủ, có thể sẽ diễn ra rất thường xuyên, lại có cả hung tinh ngũ quỷ rình rập, cho thấy bản mệnh có thể gặp phải tai họa bất ngờ, nhất là khi tham gia giao thông. Bên cạnh đó, Ất Mão cũng nên hạn chế các hoạt động mạnh vì có thể dẫn tới hậu quả không mong muốn. Quý nhân, tuổi Hợi, tuổi Mùi, tiểu nhân, tuổi Dậu, tuổi Thân, màu sắc may mắn, xanh da trời, trắng, con số may mắn, 59-64-81. Tử vi tuần 2 tháng 4 âm lịch của tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Xem tử vi tuần 2 của tuổi Ất Mão cho thấy, về phương diện sự nghiệp, có thể thấy tháng này nhờ có thiên ấn nâng đỡ, nên mọi thứ sẽ đâu vào đó, nhất là đối với những ai biết lên kế hoạch công việc thì phát huy được sự hiệu quả trong mọi khía cạnh cuộc sống. Người đang tìm kiếm một công việc mới, hy vọng sẽ có được sự thăng tiến trong sự nghiệp. Nếu bản mệnh là người nhanh nhẹn, thích học hỏi, thì khả năng phát triển trong lĩnh vực của mình rất cao. Trong thời gian ngắn, ảnh hưởng của dịch mã chủ về dịch chuyển, di chuyển nhiều đòi hỏi bản mệnh phải nhanh chóng thích nghi với hoàn cảnh, không thể ỉ ạch như trước đây. Bù lại, cuộc sống năng động giúp Ất Mão học hỏi được nhiều trong thời gian ngắn. Khi làm việc trong môi trường cạnh tranh lớn, thì tuổi Ất Mão sẽ có một tháng hết sức sôi động, thi đua, chẳng khiến Ất Mão bối rối, mà trái lại giúp Ất Mão mạnh mẽ hơn. Tử vi tuần 2, vận trình tài lộc của người tuổi Ất Mão trong tuần mới được dự đoán có nhiều khởi sắc hơn trước, từ khía cạnh thu nhập cho tới việc làm ăn hay làm thêm. Người làm ăn kinh doanh có doanh thu ổn định, đều đặn, nhưng không có doanh thu bất thường nào cả. Lời khuyên là Ất Mão nên kiên trì, đừng mơ mộng về chuyện giàu có sau một đêm, kẻo bị vướng vào những cạm bẫy. Bản mệnh nên chăm chỉ tích lũy, tiết kiệm để dành cho việc đầu tư thuận lợi hơn sau này, không nên dùng tiền của mình đầu tư trong tháng 4 âm lịch này. Hơn nữa, Ất Mão cũng phải xem khẩu vị rủi ro của mình đến đâu, để biết dành bao nhiêu phần trăm cho việc đầu tư mạo hiểm, bao nhiêu cho lựa chọn an toàn. Muốn giữ được tiền, Ất Mão cũng nên hạn chế việc mua sắm, tiêu xài hoang phí nhất định, không nên vì quá thích món đồ nào đó mà mua bất chấp sự ngăn cản của người thân, vì sau đó Ất Mão sẽ cảm thấy hối hận. Tử vi tuần 2 này, nhờ ngũ hành tương sinh, nên vận trình tình cảm diễn ra khá êm đềm, lịch trình của Ất Mão khá bận rộn, nhưng may mắn có được sự thấu hiểu của một nửa, nên không có điều gì quá rắc rối xảy ra. Tuy nhiên, trong các cuộc bàn bạc, lấy ý kiến của mọi người, bản mệnh đừng cố chấp, có thể do mệnh có bệnh, nên Ất Mão dễ giận hờn và thiếu đi sự lắng nghe. Tuy nhiên, nếu được người ấy nhường nhịn thì cũng phải biết điều nhé,
họ nhường là vì họ quý trọng mối quan hệ giữa hai người, chứ không phải vì họ sai. Những cặp đôi lúc này cũng rất biết cách để cân bằng lại cuộc sống. Nhiều người có thời gian dành cho gia đình nhỏ của mình, dù bận rộn nhưng ất mão biết sắp xếp để công việc tách biệt với cuộc sống riêng của mình. Xem tử vi tuần 2 của tuổi ất mão, về khía cạnh sức khỏe tuần này, tuổi ất mão dành nhiều thời gian hơn cho việc nghỉ ngơi. Có thể thấy ất mão thường xuyên mất ngủ khiến tâm trí lờ mờ. Nhìn chung, tuần này ất mão cần cải thiện trí nhớ của mình, nếu không sẽ mắc phải những sai lầm trong học tập, công việc do một số sai lệch về trí nhớ. Nhắc nhở ai đang có bệnh thì tập trung chữa trị, đừng chủ quan. Ngoài ra, thường xuyên theo dõi xem cơ thể có hiện tượng là gì không, để kịp thời thăm khám và điều trị. Nhị hắc nhập cung chính bắc, cảnh báo tình trạng sức khỏe đáng báo động, nhất là người già và trẻ nhỏ trong nhà ất mão. Nên chú ý đến vấn đề ăn uống, nghỉ ngơi, đừng để tái phát bệnh dạ dày hay bệnh liên quan đến đường ruột, tiêu hóa. Quý nhân, tuổi tuất, tuổi dần, tiểu nhân, tuổi tí, tuổi ngọ. Màu sắc may mắn, đen, nâu. Con số may mắn, 48, 63, 95. Tử vi tuần 3 tháng 4 âm lịch của tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Xem tử vi tuần 3 của tuổi Ất Mão, về phương diện sự nghiệp, tuần này sẽ có không ít thách thức trong công việc chờ đón Ất Mão, nhưng trong đó cũng ẩn tàng những cơ hội để Ất Mão tạo ra sự đột phá. Quan trọng là bản mệnh có đủ bản lĩnh để đương đầu với sóng gió hay không, sau đó mới có thể tận dụng được cơ hội. Tuần này vất phải cục diện tương hại, con giáp này khó phát huy năng lực vốn có của mình. Khi gặp những cản trở trong quá trình làm việc, Ất Mão những tưởng mọi chuyện nằm trong tầm kiểm soát của mình, nhưng khi thực sự bắt tay vào làm, mới phát hiện không đơn giản như vậy. Có nhiều thời điểm Ất Mão trở nên hoang mang vì những cơ hội bày ra trước mắt, nhưng đi kèm với nó là sự mạo hiểm và thách thức. Ất Mão còn phải thường xuyên dè chừng những ánh mắt dòm ngó và soi mói từ đối thủ, tâm lý khá căng thẳng. Rất may là tuần này còn có sự xuất hiện của nhiều cát tinh như Nguyệt Mã Thiên Ấn, đặc biệt là sao Thái Dương, nên Ất Mão nhanh chóng cải thiện tình hình, giành lợi thế chủ động. Sau những bỡ ngỡ ban đầu, Ất Mão lấy lại nhịp độ khá nhanh. Đây cũng là lúc con giáp này tự tay xoay chuyển vận mệnh trong tuần. Chỉ cần bản mệnh giữ bình tĩnh để biết được thế mạnh của mình ở đâu và phát huy thế mạnh như thế nào để đạt được mục tiêu, thì chắc chắn sẽ tìm được hướng đi phù hợp và đón đầu thành công. Dù hiện tại còn khó khăn ngăn trở, nhưng rồi mọi việc sẽ ổn thôi. Hãy dành thời gian này để học hỏi nhiều điều, để dần cải thiện chất lượng công việc của mình. Cát tinh Thái Dương còn cho thấy, nam mệnh trong tuần 3 này sẽ có nhiều cơ hội để thăng tiến. Quý nhân của bản mệnh cũng chủ yếu là người nam lớn tuổi. Hãy lưu ý để không lỡ mất thời cơ gặp quý nhân. Nhìn chung, vận trình tuần này trước nghịch sau thuận, đầu tuần gặp những khó khăn nhất định. Nhưng càng về cuối tháng, mọi chuyện càng có xu hướng tốt đẹp hơn, nhờ vào chính sự nỗ lực của bản mệnh. Tài lộc của tuổi Ất Mão trong tuần này được dự đoán không có quá nhiều đột phá. Ở thời điểm này, nếu có thể duy trì tình hình ổn định, tập trung và tích lũy, cũng được coi là tín hiệu tích cực. Nhiều người có tham vọng, nhưng tiếc rằng thời điểm này cơ hội vẫn chưa đến. Tuần này thu nhập của Ất Mão chủ yếu vẫn đến từ công việc chính, thứ tài không có nhiều. Do đó, Ất Mão nên tập trung làm việc, nhất là trong thời điểm sự nghiệp đang có phần bấp bênh như hiện nay. Những nỗ lực của Ất Mão chắc chắn sẽ đem tới kết quả xứng đáng. Thương hại án ngữ hoặc phá tài cũng dễ dàng xảy đến, hoặc nếu không cũng vất phải chiêu trò cạnh tranh bẩn hãm hại từ đối thủ. Cho dù có sao Thái Dương giúp làm giảm bớt sự hung hiểm, nhưng vẫn chưa đủ để xóa bỏ mọi nguy cơ. Ất Mão nên thận trọng trong những quyết định đầu tư kinh doanh. Tốt nhất trong thời điểm này đừng vội khởi sự, nên dành tới lúc cát khí vượng hơn để nắm chắc phần thắng trong tay. Ngoài ra, Ất Mão cũng được khuyên nên cẩn thận khi cho người khác vay mượn tiền của, kẻo phát sinh tranh chấp, lừa lọc, tuyệt đối tránh lấy danh nghĩa bản thân đứng ra thế chấp lấy tiền cho người khác vay. Đừng vì tình cảm mà cà nể, cuối cùng không chỉ mất tiền mà mất cả tình. Tuần 3 này, tuổi Ất Mão được cả hai cát tinh là Thiên Diêu và Mộc Dục dẫn đường chỉ lối, nhân duyên khác giới vượng hơn, hứa hẹn nhiều tiến triển nhanh chóng. Người đã lập gia đình lại cần phải chú ý giữ khoảng cách với người khác giới, bởi tháng này Ất Mão có thể sẽ có nhiều mối liên hệ xã giao khó từ chối. Nếu là liên quan tới công việc thì tốt nhất nên giữ đúng nguyên tắc và phân biệt rạch ròi từ đầu để tránh gây ra hiểu lầm. Xem tử vi tuần 3 của 12 con giáp âm lịch, về sức khỏe tuần này, tuổi Ất Mão chỉ cần chú ý ăn uống khoa học, sinh hoạt điều độ thì không gặp vấn đề nào bất lợi. Ngoài ra, công việc bận rộn cũng dễ khiến Ất Mão rơi vào tình trạng lao lực, bôn ba vất vả.
Khi gặp tình trạng stress do áp lực công việc thì nên tìm cách giải tỏa tinh thần thay vì để dồn nén quá lâu. Quý nhân, tuổi Thìn, tuổi Hợi, tiểu nhân, tuổi Dậu, tuổi Tý. Con số may mắn 68, 74, 95. Màu sắc may mắn, màu vàng, màu xanh dương. Tử vi tuần 4 tháng 4 âm lịch 2024 của tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Tử vi tuần 4 của tuổi Ất Mão, vận trình sự nghiệp của bản mệnh phát triển không theo kế hoạch nên Ất Mão cảm thấy lo lắng. Ất Mão có thể vấp phải sự lộn xộn về giờ giấc, thời gian, công việc, gây ảnh hưởng đến kế hoạch chung, nên có sự sắp xếp khoa học hơn, nên chia sẻ rõ ràng quan điểm cá nhân nếu muốn giành được sự tán thành của những người xung quanh. Dù bản thân là người có năng lực, nhưng chỉ vì một số vướng mắc mà Ất Mão không phát huy được, thậm chí còn có cảm giác bị tù túng, không làm được việc gì khi đối mặt với áp lực. Tử vi tuần 4 của 12 con giáp âm lịch, thiên tài xuất hiện che chở để giúp tuổi Ất Mão thoát khỏi khó khăn tài chính. Thế nhưng, đi kèm theo đó là một số cái bẫy mà Ất Mão cần tỉnh táo để nhận diện. Cuộc sống gây nhiều áp lực cho bản mệnh về tài chính. Cho dù Ất Mão có nhiều tiền, nhưng có nguy cơ liên quan đến tranh chấp, giải quyết các khoản nợ nần, mâu thuẫn tiền bạc. Ngũ hành tương sinh cho thấy, đây là lúc để giảng hòa, gắn kết và yêu thương. Con giáp tuổi Ất Mão có thể tập trung vào lĩnh vực gia đình và cá nhân, không chỉ chú ý đến các trách nhiệm và nghĩa vụ với người thân. Ất Mão cần lưu ý đến cái khác biệt trong quan điểm lắng nghe mọi người, thay vì cãi vã căng thẳng. Thời tiết giáp mùa nóng thất thường, ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng không khí, khiến Ất Mão thường xuyên rơi vào tình trạng khó thở. Hãy chú ý hơn tới sức khỏe của mình, ăn nhiều hoa quả để gia tăng sức đề kháng Ất Mão nhé. Quý nhân, tuổi Mùi, tuổi Hợi, tiểu nhân, tuổi Thân, tuổi Ngọ, màu sắc may mắn, màu nâu, màu đen, con số may mắn 63, 81, 95. Quý khán giả thân mến, ngày sinh là yếu tố quan trọng, có ảnh hưởng lớn tới cuộc đời của một người. Ngày sinh tốt góp phần tạo nên lá số tử vi cát lợi, hứa hẹn số phận may mắn và tốt lành. Cụ thể những ngày sinh đại cát của người tuổi Mão là ngày nào và những ngày sinh khác ẩn chứa bí mật gì về vận thế của con giáp này? Hãy cùng Minh Đường Tử Vi tham khảo những ngày sinh đại cát nhất của con giáp này nhé! Người tuổi Mão sinh ngày mùng 1 âm lịch là người thông minh, hiếu động, tính cách trung hậu, chính trực, trọng nghĩa, khinh tài, thích giúp người khác. Người này tấm lòng lương thiện, tích nhiều phúc đức, lại có tài cán, làm việc chăm chỉ nên cuộc đời hanh thông, suôn sẻ. Người tuổi Mão sinh ngày mùng 10 âm lịch có vận trình tình cảm cực kỳ tốt, tình yêu ngọt ngào, gặp được bạn đời hợp ý, tài lộc không thiếu, gia nghiệp may mắn, cả tình lẫn tiền đều như ý. Người tuổi Mão sinh ngày 17 âm lịch, tính cách trung hậu, hiền lành, nam thanh nữ tú, diện mạo đẹp đẽ, có nhiều quý nhân giúp đỡ, tuổi trẻ bình thường, trung niên phú quý, được cả danh và lợi, gia trạch hài hòa, hạnh phúc. Người tuổi Mão sinh ngày 22 âm lịch, có nhân duyên rất tốt, nam mệnh cưới vợ hiền, nữ mệnh lấy chồng làm chỗ dựa, gia nghiệp hưng thịnh, làm việc chăm chỉ, càng ngày càng tốt đẹp. Người tuổi Mão sinh ngày 26 âm lịch, có năng lực xuất chúng, thông minh, nhanh nhẹn, giỏi về tính toán, một đời vinh hiển, đạt nhiều thành tựu, tuổi già an ổn, hưởng thọ lâu dài. Người tuổi Mão sinh ngày 27 âm lịch, thông minh, hiếu học, có trí lực phi phàm, một đời vinh hiển, làm rạng danh tổ tiên, đường tình duyên hòa hảo, vợ chồng thuận lợi, ăn nên làm ra, giàu sang phú quý. Người tuổi Mão sinh ngày 28 âm lịch, có đường hôn nhân tốt đẹp, vợ chồng hòa thuận, có số xuất ngoại, đi xa sẽ phát triển, nhưng phải chạy đông chạy tây, di chuyển nhiều, trung vận công thành danh toại. Người tuổi Mão sinh ngày 29 âm lịch, nam mệnh khôi ngô tuấn tú, đường quan lộ rộng mở, đạt thành sự nghiệp, nữ mệnh thông minh, thiện lương, giỏi giang, đảm đang việc nhà, là người vợ hiền. Người tuổi Mão sinh ngày 30 âm lịch, tự lập, làm việc mưu tính, phát triển, sau trung niên sẽ thành công, gia nghiệp thịnh vượng, tuy tài lợi không phải xuất sắc, nhưng cũng dư giả, tuổi già phồn hoa, số mệnh phúc thọ. Ngoài những ngày sinh tốt của người tuổi Mão được liệt kê ở trên, lịch ngày tốt đưa thêm thông tin về từng ngày sinh cụ thể, mỗi ngày đều có đặc điểm tốt và xấu, cũng có một số ngày đẹp không kém gì những ngày kể trên. Vận mệnh người tuổi Mão theo ngày sinh âm lịch. Người tuổi Mão sinh mùng 2 âm lịch, có tính cách trung hậu, thật thà, tuy tuổi trẻ không tốt, thường xuyên gặp trắc trở, nhưng trung vận chuyển đổi,
càng ngày càng thuận lợi hơn, tới tuổi già hưởng phúc. Người tuổi Mão sinh ngày mùng 3 âm lịch, tuổi thơ có tai ương, thanh niên vận mỏng, không dựa vào cha mẹ, người thân, tự mình lập nghiệp, tay trắng làm nên, bôn ba vất vả, kết hôn sớm. Người tuổi Mão sinh ngày mùng 4, số mệnh tốt đẹp, gia nghiệp thành công, nhưng phải bôn ba nay đây mai đó, cách xa quê hương, sự nghiệp thì sẽ phát triển rực rỡ. Người tuổi Mão sinh ngày mùng 5 âm lịch, có tâm tính từ bi, lương thiện, sức khỏe tốt, thân thể cường tráng, đối nhân xử thế hài hòa, mệnh khổ trước sướng sau. Người tuổi Mão sinh ngày mùng 6 âm lịch, tâm tính trung hậu, hiền lành, nhân đức xử sự công chính, nhân duyên tốt đẹp, nam nữ đều là mệnh có gia trạch hạnh phúc. Người tuổi Mão sinh ngày mùng 7 âm lịch, thông minh, lanh lợi, làm việc chuyên tâm, chăm chỉ, có đầu, có cuối, kiên trì nhẫn nại, giao lưu bạn bè tốt nên thường được giúp đỡ, cả đời hanh thông, suôn sẻ. Người tuổi Mão sinh ngày mùng 8 âm lịch, trước khổ sau sướng, tuy tuổi trẻ không tốt, khó khăn về tài chính, nhưng trung vận thay đổi, tuổi già khai vận, càng ngày càng thuận lợi. Người tuổi Mão sinh ngày mùng 9 âm lịch, một đời trung hậu, không làm việc khuất tất, tuổi trẻ bình thường, trung vận có phúc, số mệnh khổ trước sướng sau, nên kiên trì tới cùng, không bỏ cuộc giữa chừng. Người tuổi Mão sinh ngày 11 âm lịch, tiền vận không thuận, mọi việc đều gặp khó khăn, trục trặc, khiến bản thân phải bôn ba, mệt nhọc, lo toan tính toán, lại không dựa được vào người thân, bạn bè, nên rời xa gia đình để làm ăn thì mới có tài lộc. Người tuổi Mão sinh ngày 12 âm lịch, có số lợi quan lợi, quy được cả danh và lợi, không những chức vụ cao mà còn giàu sang, sung túc, cần lưu ý họa tiểu sắc, nhất là nam giới, có thể khiến cho thân bại danh liệt. Người tuổi Mão sinh ngày 13 âm lịch, có trí tuệ xuất chúng, mưu lừa cao thâm, tính toán cao xa, nhưng tính tình thiếu nhẫn nại, không có sự cầu tiến, lùi học hỏi, nên không thể thành đại sứ, chỉ bình thường, dễ thất bại. Người tuổi Mão sinh ngày 14 âm lịch, không những thông minh lanh lợi, mà còn có tính nhẫn nại, tuy gặp nhiều chướng ngại, có nhiều thử thách, nhưng cũng đều tự vượt qua gian nan mà thành công đạt được nguyện vọng. Người tuổi Mão sinh ngày rằm, tuổi trẻ không tốt, không có gia đình làm chỗ dựa, cha mẹ anh em không giúp đỡ nên rất gian khổ, tổ nghiệp nông cạn, tay trắng tự lập, cắt hung họa phúc đan sen, đời có sướng, có khổ. Người tuổi Mão sinh ngày 16 âm lịch, có đường hôn nhân thuận lợi, vợ chồng tôn trọng lẫn nhau, nhưng lại hình khắc con cái. Người này tính cách háo thắng, thích gây chiến nên ảnh hưởng tới tiền đồ, tương lai không thuận. Người tuổi Mão sinh ngày 18 âm lịch, một trong những ngày xinh đẹp, con người có nhân phẩm đạo đức tốt, cao thượng, được người khác kính trọng, trung niên vận quý, hưởng phúc an nhàn tuổi già. Người tuổi Mão sinh ngày 19 âm lịch, không thể dựa vào gia đình, cha mẹ, tự mình cố gắng, trước khổ sau sướng, tuổi trẻ bôn ba, nhưng tuổi già giàu có, cố gắng sẽ được đền đáp tương xứng, không bị phụ công. Người tuổi Mão sinh ngày 20 âm lịch, có ý chí kiên cường, mạnh mẽ, cư xử quyết đoán, chớp thời cơ rất tốt, tiền vận bình thường, bắt đầu từ trung vận sẽ giàu có lên rất nhanh. Người tuổi Mão sinh ngày 21 âm lịch, không có căn cơ tổ nghiệp, khinh bạc, lại vô duyên với gia đình, cha mẹ, anh em lạnh nhạt, người thân không đoàn kết, rời nhà đi xa lập nghiệp, tự mình cố gắng. Người tuổi Mão sinh ngày 23 âm lịch, trời sinh thông minh, nhanh nhẹn, thấu tình đạt lý, tính cách thoải mái, phóng khoáng, nhân duyên tốt, dễ gặp được bạn đời hợp ý, hiền lành, cuộc đời hanh thông, không có chướng ngại đáng kể. Người tuổi Mão sinh ngày 24 âm lịch, từ nhỏ đã khổ sở, tài lộc kém cỏi, phải xa quên tới nơi khác phát triển, số mệnh trước hung sau cát, càng nhiều tuổi càng bình an hơn. Người tuổi Mão sinh ngày 25 âm lịch, tiền vận tốt, không lo cái ăn cái mặc, được chiều chuộng sung sướng, trung niên bình thường, bận tâm mất công sức mà không có kết quả, hậu vận chuyển số có điểm tốt lành hơn, số mệnh tự cường, làm chủ cuộc đời. Vâng, cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video của Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Hy vọng rằng những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ trên đây sẽ giúp ích cho quý khán giả. Từ đó quý khán giả có thể đón lành, tránh dữ, gia tăng may mắn trong cuộc sống. Nếu có băn khoăn hay thắc mắc, quý khán giả vui lòng để lại thông tin ngày tháng năm sinh xuống dưới phần bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ luận giải chi tiết trong thời gian sớm nhất nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình lần sau.